một câu nữa. A Di Đà Phật. Kính bạch thầy cách đây 20 năm nhà con giết mổ lợn. Được hơn 10 năm thì gia đình con bị rất nhiều tai nạn và ốm đau nhiều. Con cái hư hỏng, tiền của đội nón ra đi. Gia đình vợ chồng lục đục cãi nhau. Con đi xem bói. Thầy nói trong nhà có hoàn đá từ ngày xưa bây giờ thành tà phải lễ giải thì mới khỏi được. Có phải con không nghe thầy bói lễ mà gia đình lục đục không ạ? À? Sau đó, các Phật tử khuyên con nên đọc kinh Địa Tạng. Con đọc được nửa tháng thì có ông già dẫn con xuống địa ngục và báo là bắt giết. Thế là con sợ quá, con không dám đọc nữa. Con lên chùa của thầy để nhờ thầy cứu nhưng không gặp con chỉ gặp sư ông Tâm khuyên con về cứ đọc kinh theo Thầy hướng dẫn, nhưng không được. Cho đến tháng tư vừa qua, con cưới cho con trai con được nửa tháng. Thì con lại nằm mơ, thấy hơn 10 cái thủ lợn nằm lăn ra sân và con dâu con trai của con cãi nhau hàng ngày con định còn định bỏ nhau nữa vợ chồng con thì mỗi người một nơi con xin thầy hoan hỷ cứu cho gia đình con có một sự sống bình yên con xin cảm ơn thầy ca này khó ca này khó đấy. thầy không cứu được đâu chỉ có phật bồ tát mới cứu được thôi mà mà vị này ấy, muốn phật bồ tát cứu thì phải gì ạ phải vượt qua những cái chướng ngại, những cái trông gai mà oan ra trái chủ gì, nó đang phá mình. Phật tử này nói rằng trước đây, 10 năm về trước đã làm nghề gì ạ? Sát sinh, mổ lợn. Sau này, khoảng 10 năm sau thì con cái lớn lên, nó phá phách, gia đình gặp nhiều những hoạn nạn. Cho nên đó, tiền tài trước đây làm tích cóp, mấy năm trước cũng đổi nón ra đi. Những người làm nghề sát sinh thường gặp những cảnh như vậy. Hôm nay có thể gia đình lên rất là nhanh, nhà lầu xe hơi ăn sung mặc sướng. Nhưng một thời gian sau mà xem, năm 10, 15, 20 năm sau mà xem, báo ứng hiện đời. Chứ đừng nói là sang đời sau mới có báo ứng. Báo ứng hiện đời luôn. Còn trường hợp mà báo ứng đời sau thì mới khổ sở. Đó. Phật tử này, á, cái vị này á, như thế này là còn may mắn. Đó báo ứng hiện đời như vậy thấy thì cảnh gia đình vợ chồng mỗi người một nơi con cái thì hư hỏng tiền tài đội nó ra đi như vậy là còn có cơ hội để giác ngộ để hiểu ra rằng á, cái việc làm ác sẽ có nhân gì sẽ có nhân quả báo ứng rành rành không sai đó biết tìm thấy chùa biết tụng kinh địa tạng như tụng được nửa tháng rồi gì tự nhiên không tụng được nữa vì sao không tụng được nữa vì oan gia trái chủ nó muốn báo oán nó muốn lấy mạng để trả mạng muốn lấy mạng trả mạng làm sao tức là nếu mà vì nó để cho vị này cứ yên tâm mà tụng kinh địa tạng nhất tâm tụng kinh địa tạng mà không nghĩ tới nó không hồi hướng tới nó chắc chắn nó không bao giờ nghe bây giờ phải tha thiết ăn năn trí thành trí kính mà sám hối rồi phóng sinh tu phúc làm các việc thiện nữa mà phát nguyện dần dần nếu mà tụng kinh để tặng chưa được thì phát nguyện gì? Lễ Phật hoặc niệm danh hiệu gì? Phật hoặc niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng. Dần dần đã sám hối dần đi từ gì? Từ thấp đến cao. Một lòng một dạ, gì? Ăn năn cái việc trước đây mình đã làm cái nghề ấy. Chưa tụng được chọn cả bộ kinh thì niệm danh hiệu của Ngài. Đừng vội phát nguyện lớn là gì? Ăn chay trường để phát nguyện tụng kinh 7 ngày, 21 ngày, 49 ngày, 100 ngày hoặc là 4 năm với Thầy. Đừng vội phát nguyện như thế mà tùy theo khả năng cái nghiệp báo của mình mình nhất tâm hướng tâm để mình đọc tụng được bao nhiêu quý bấy nhiêu đem tất cả công đức đó để hồi hướng để sám hối mong cho các gì ạ các chúng sinh mà mình giết hại trước đây sớm được siêu thoát sớm được cởi cởi bỏ tất cả các oán thù về gì về cái nghiệp sát của mình đã gieo tạo những nỗi đau khổ mất mạng cho họ Dần dần như vậy thì chúng ta mới đọc được kinh, mới tụng được kinh. Đừng vội phát nguyện sớm khi mà cái nghiệp của mình nó quá nhiều, quá nặng như vậy. Phát nguyện lớn mà mà chúng ta không làm được thì nó phá đấy. Đây nó phá. Lên xin gặp thầy có gặp được đâu. Gặp ông Tâm ông về ông bảo cứ thế mà tụng theo lời thầy bảo cho về không thể tụng được. Chúng ta thấy mà mới tùng được 15 ngày nằm mơ thế gì ạ mình đi xuống diêm vương và thấy diêm vương bảo lại thấy quỷ thần diêm vương bảo là gì? bắt lên nó may mà hôm nay gì, may mà đời này còn gì kiếp này còn đang có mạng sống này đã biết được điều đó rồi thì còn có cơ hội gì có cơ hội thoát cơ hội thoát đó làm sao sau khi nghe sau khi nghe bài giảng này nghe bài giảng của thầy này đó, vì này nên gì nên nhất tâm để ăn năn sám hối phát nguyện trì niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng để hồi hướng cho họ đó. Xong rồi mới đọc tiến tới đọc kinh, dần dần từng bước như vậy. Cộng thêm phóng sinh tu phúc làm các việc thiện một cách chân thành vào. Tất cả các việc làm đó đều đem hồi hướng cho gì? Cho các bác lợn mà ngày xưa mình gì? mình giết họ đó. Ăn năn sám hối, hồi hướng cho họ. Mong cho họ sớm được đi thoát hóa đầu thai về cõi lành, thiên giới thiện giới. Mong cho họ cởi bỏ tất cả những oán thù đem tất cả công đức niệm Phật, niệm danh hiệu Bồ Tát hoặc làm các việc phúc thiện hồi hướng cho họ. Sau này cái êm êm dần mới gì? Mới đọc kinh, mới tụng kinh. Đó. Nên khuyên như vậy. Bằng không á, cứ lười biếng nữa thì sau khi mất đi á, cái trường hợp này á, gần như chắc chắn vào trong đao đồ, vào trong con đường gì? Đường ác đồ ấy vậy, con đường địa ngục ấy vậy. Hôm nay còn sống đã thấy rồi Ngày mai chết đi nó hiện rõ nguyên hình luôn Lúc đó thì không còn tấm thân này để chạy đi đâu nữa Và oan ra trái chủ nó cứ rượt đuổi và nó bắt thôi Nghiêu đầu ngục tốt gì Đến để dùng móc sắt lôi sạch sạch vào trong gì Trong đó thôi Cho nên đây Phật tử này nhìn thấy cái cảnh như vậy là gì còn may mắn đó. Cái ngày cưới con là cái ngày gì ạ Cái ngày nhìn thấy gì Các đầu các thủ lợn đó báo cho mình biết rằng gì cái công đức tụng kinh địa tạng 15 ngày cái không phải là gì là luống uổng đâu lên chùa nghe thầy giảng và phát nguyện tụng kinh địa tạng 15 ngày không phải luống uổng thấy cái điều đó đáng nhẽ gì càng phải sợ hãi và càng phải gì ạ ăn năn sám hối và tu tập tinh tiến hơn nữa chứ nay lại bỏ nay lại không đọc tụng nữa như vậy là gì sai rồi nên nhất tâm và phát nguyện kỷ niệm danh hiệu của ngài cầu ngài gia trì cho thì dần dần trả được hết nghiệp đó, thì gia đình dần dần sẽ yên vui thôi có thể chồng lại vợ chồng lại hòa hợp thôi con cái gì con trai con dâu này gì lại hòa thuận với nhau thôi đó. hết xung khắc thôi vì phúc báo mà đến thì tội nó sẽ đi mà tội nó thì nó đổi nó nó ra đi rồi thì gia đình sẽ gì được an vui hạnh phúc thôi trường hợp này nên khuyên phật tử này nên gì nên nhất tâm giữ là cái bản nguyện phóng sinh tụng kinh niệm Phật tu phúc để sám hối nghiệp chướng để sau này sau khi uh, mất đi không bị nghiêu đầu ngục tốt không bị gì oan gia trái chủ là các bác lợn kia nó kiện nó lôi xuống dưới rồi nó cấu xé rồi nó cắn nó ngoạm nó cắn nó mổ cho nó giết cho Đó, nó nó báo thù cho